Tập 1090p Một cùng giặt gấu bông nào. Một em thỏ bông của Nene đã biến thành màu chó lòng từ bao giờ? Cô bé tìm hỏi mẹ có thể làm sạch chú thỏ trắng xinh của mình hay không? Lúc này mẹ Nene đã lên mạng tìm được một cách giặt sạch gấu bông vô cùng hiệu quả. Nene lướt xem thấy kết quả liền vô cùng hí hửng và muốn đem chú thỏ của mình đi giặt thử. Đang ngắm xem thời tiết bên ngoài thế nào thì mẹ Nene phát hiện ra một chú sâu xin. Xin giật mình rơi tõm vào vườn nhà Nene rồi bò dần về phía hai mẹ con. Ủa vào nhà người ta còn hỏi sao người ta ở đây, bó tay cù xin luôn. Khi xin đang định quay về thì Nene liền gọi xin lại và dẫn cậu vào nhà tắm. Xin hào hứng tưởng Nene rủ mình vào bồn tắm chơi cùng. Nene nghe vậy không chịu được phải hét lên là vô đây để giặt gấu chứ không phải tắm bồn. Đúng là hết nói cái nết của ổng. Lúc này mẹ Nene bước vào khách sáo bảo xin không nhất thiết phải giúp đâu. Thế là cậu cũng không ngại ngùng gì mà cầm chiếc áo hiên ngang bước ra khỏi nhà tắm đi về. Nhưng một tiếng gọi nhẹ nhàng tình cảm của Nene vang lên, cùng với giả thuyết đàn ông con trai biết giặt gấu sẽ khiến các chị rất yêu thì mắt cô Shin phát sáng vì tin rằng chị Nanako cũng sẽ thích như thế. Nene còn kể thêm rằng chị Nanako có rất nhiều gấu bông, nếu giặt sạch giúp thì chị ấy sẽ rất vui. Chỉ với vài câu đơn giản thì Nene đã thao túng tâm lý cô Shin thành công, khiến cậu phấn khích để mà giặt gấu dùng. Thừa thắng xông lên, Nene còn đem thêm nhiều gấu bông khác cho cô Shin thực hành nữa. Mẹ Nene đúng ngoài cũng phải thương cảm cho số phận của cô Shin rồi. Trên đường đi gom gấu bông, Shin bị thu hút bởi một căn phòng có dòng chữ không phận sự miễn vào. Ừ thì cứ cấm cái gì thì người ta lại làm cái đó và cô Shin cũng không ngoại lệ. Cậu dứt khoát mở cửa bước vào không chút do dự. Đập vào mắt cậu là cả một căn phòng gấu bông, chắc cũng phải trăm con chứ chẳng đùa. Mẹ Nene lúc này chạy đến, bảo rằng đây là gấu bông đã được cô giặt sạch hết rồi. Nhưng mà cậu đâu có thèm nghe, lẻn ra phía sau ôm lấy gấu chạy xuống nhà đưa cho Nene. Nhưng mà cô bé khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu nhìn thấy con gấu này. Lúc này mẹ Nene đứng bên ngoài hoảng loạn vì đây là con gấu bông vintage mà cô đã mua đấu giá. À thì ra đây cũng chính là con gấu lần trước bị cô đấm lúc đêm khuya đây mà. Hai đứa trẻ lúc này cũng không suy nghĩ gì thêm, bắt đầu công cuộc giặt gấu. Thay vì lấy nước giặt thì cô xin đổ hẳn nguyên chai dầu gội của mẹ Nene vào luôn. Bên ngoài mẹ Nene lại rơi vào trầm cảm lần nữa, nội tâm gào thét vì chai dầu gội luxury xấu số của mình. Tiếp đến, Nene đưa cho Shin một cái bàn chải để chải cho đám gấu bông. Và bé gấu vintage chính là nhân vật đầu tiên được Su Shin chỉ định. Nhưng lúc này mẹ Nene đã kịp thời cứu giúp, đưa bé gấu về bên mình và bảo rằng tự mình sẽ giặt nó rồi rời đi nhanh chóng. Để lại đây hai gương mặt ngơ ngác đầy hoài nghi, mẹ Nene lén đem giấu bé gấu của mình khỏi tầm mắt của cô Shin. Có vẻ con gấu này rất quan trọng và có giá trị với cô nên tới cái tắc cô còn không nỡ gỡ ra mà. Hai đứa trẻ đang miệt mài giặt gấu thì cô Shin liền nghĩ ra một cách giặt gấu mới. Shin bật chế độ làm nóng bồn tắm, khi nước sôi thì thả hết gấu bông vào. Tưởng là ngâm gấu thôi, ai dè cô Shin lột hết áo quần nhảy vào bồn luôn, thế là một bồn tắm gấu ra đời. Cô Shin phấn khích vừa tắm vừa ôm gấu, Nene hớn hở vì bụi bẩn đang dần bị thải ra, còn mẹ Nene thì bất lực trước cách giặt gấu kiểu lạ đời của hai đứa. Nhưng không thể phủ nhận là gấu bông từng con đều được giặt sạch hết nha, trắng như ô mô luôn. Khi đã đem gấu ra ngoài phơi cho khô thì mẹ Nene cũng nhẹ nhõm vì mọi thứ đã xong xuôi. Nhưng một kiếp nạn mới ập đến khi cô Shin không mảnh vải che thân tay cầm con gấu vintage xuống nhà. Lúc này mẹ Nene bấn loạn vì sao cô Shin có thể tìm ra nó. Chưa kịp định thần lại thì cô Shin đã mang gấu đi giặt theo chỉ thị của Nene. Shin nhiệt tình ba chân bốn cẳng ôm gấu chạy thật nhanh vào bồn tắm. Mẹ Nene tăng hết tốc lực đuổi theo phía sau để bảo vệ con gấu vintage của mình nhưng không kịp rồi. Shin đã lọt hẳn xuống bồn tắm cùng với con gấu, còn mẹ Nene chỉ có thể với tới cái tắc mà thôi. Bầu trời lúc này như sập đổ, mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của cô. Nhanh tay giật lấy con gấu rồi bước thẳng lên lầu mặc kệ những lời hỏi thăm từ Nene. Cô gỡ tấm giấy dán trước cửa, đặt con gấu bông vào tường rồi ra sức đấm một cái thật mạnh. Lúc này tất cả sự nóng giận như rút dần qua từng cú đấm mà không ai có thể cản được nữa. Thật tội nghiệp cho con gấu bông kia, nó đã làm gì sai đâu mà. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 1112P3 Tôi muốn ăn Yoki Soba. Một buổi sáng trên con phố thuộc Kasukabi, cô Matsuzaka với đôi mắt lờ đờ vừa đi vừa than thở cho số nghèo kiếp xác của mình. Tiền không có để mua quần áo, cũng không có để mua túi hiệu. Đã vậy còn không có một xu để mua đồ ăn nữa chứ. Đột nhiên một mùi hương hấp dẫn bay thẳng vào mũi của cô, không sai chắc chắn là mùi mì Yoki Soba. Cứ thế cơ thể cô tự nhiên di chuyển theo tiếng gọi của đồ ăn. Cô cậu Shin đang hóa trang thành con nhộng treo lơ lửng trước cửa nhà. Nhìn thấy cô Matsuzaka đi qua, cô cậu liền quay mặt vô trong. Là Shin siêu quậy chứ ai, em biết là cô mà vẫn trốn sao? Ở trong bếp mẹ nấu mì thì vẫn băn khoăn, nấu hai phần cho mẹ và Shin thì vẫn còn thừa một phần. Lúc này mẹ nghe tiếng ồn ào ở ngoài thì đi ra. Chào cô Matsuzaka, mẹ thắc mắc sao cô lại ở đây. Cô Matsuzaka nghĩ giờ mà nói theo mùi của đồ ăn đến đây thì quê lắm.
Dạ chỉ là tình cơ thôi ạ. Vừa quay lưng đi thì cái bụng của cô reo lên ỏng ọc. Mẹ tinh ý liền mời cô vào cùng ăn mì. Thời tới, nhưng mà vẫn phải tém lại đã. Cô vẫn quyết tâm rời đi nhưng mà cái bụng lại tiếp tục réo lên lần nữa. Mẹ Misae nhiệt tình mời cô vào nhà. Mẹ vẫn còn một phần dư của mì Yokisaba. Nghe tới đây thì mắt cô mở rõ to đi theo mẹ vào nhà luôn. Nhưng khoan, lý trí mách bảo cô, đường đường là một giáo viên mà đi ăn trực ở nhà học trò thì quê lắm. Quả nhiên thì đi về vẫn hơn, nhưng mà vừa quay lưng đi thì cô Matsuzaka quá đói lảo đảo đứng không vững luôn. Thôi nha, mẹ Misae đi vào nấu mì đó, may ghê, giờ thì không lo thừa một phát mì nữa rồi. Nhưng mà mẹ nghĩ, nhìn cô Matsuzaka chắc toàn ăn đồ sang trọng thôi ha. Cô giáo vào nhà thì hai nhân viên của tiệm cà phê Action Kamen ra chào. Không biết quý khách đi mấy người, xin lại cà khịa. À quên, cô giáo thì lúc nào không đi một mình. Trong lúc cô uống nước thì xin mang ra cho cô một quyển tạp chí Action Kame. Bên này mẹ vẫn lướt tìm cách bày trí những món ăn ngon. Mấy cái dĩa này mẹ có mua rồi thì phải. Cô giáo ngồi ở ngoài đợi thì thấy hơi lâu rồi nha, ăn trực mà nghe bộ khó quá. Lúc này xin lại mang ra một đồ chơi mới cho cô là quý cô tắc kè Pun Pun. Nhìn có vẻ giống cô quá ha, mẹ đi tìm mấy cái dĩa chui vào đống thùng thì làm đổ cái rầm. Ủa xin mẹ em đang nấu mì cơ mà, sao lại còn làm cái gì vậy? Thế này thì khi nào mới được ăn cơ chứ? Lúc này thì mẹ cũng tìm thấy mấy cái dĩa để trang trí, cô Matsuzaka đói quá nằm bò cả ra bàn. Nghe tiếng mẹ gọi cô giáo ngóc đầu dậy mặt hớn hở cuối cùng cũng được sống rồi. Thì ra là mẹ lấy sữa cho Hima uống, quê thế không biết. Cô Matsuzaka đói đến hoa cả mắt, may quá cuối cùng thì mẹ cũng mang đồ ăn ra. Đen thôi đỏ quên đi mẹ dẫn ngay quý cô tắc kè Pun Pun. Cứ thế dĩa đồ ăn trên tay mẹ đổ xuống, cô giáo bay lên túm lấy hai cái dĩa. Còn dĩa còn lại cô mở miệng tống thẳng vào miệng của mình, đói quá rồi làm liều luôn chứ sao. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 225P2 tôi không nổi tiếng bằng Hima. Có mùi vị hạnh phúc bay ra từ nhà Nohara. Hóa ra chị Nanako hứa ngày hôm nay sẽ sang chơi và còn mang theo món bánh quy tự tay làm cho Shin. Shin tắm sửa từ sớm mở tủ ra chọn một chiếc quần lót thật ưng ý. Cậu chưa vội mặc quần áo, Shin trèo lên bàn chọn nước hoa của mẹ. Shin xịt khắp người trong quần Shin cũng không tha. Xong xuôi Shin còn nhìn vào gương tự luyến thấy mình thật đẹp trai mặt này ai mà không yêu cơ chứ. Mẹ thấy xàm quá quát Shin mặc quần áo và hóa ra nãy giờ Shin mặc mỗi quần lót đứng nhảy nhót đó. Shin mặc đồ bảnh tỏi đứng ở cửa, Shin sốt ruột cứ đi đi lại lại. Mãi chưa thấy chị Nanako đến, mẹ nói còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Shin không quan tâm đến, cậu ở nóng, mẹ nghĩ do bụng Shin không khỏe thôi. Shin thấy đó là điềm báo cậu sốt sắn lên nghĩ hay chị Nanako đã gặp tai nạn rồi, mặc mẹ ngăn cản Shin chạy một mạch đến nhà Nanako. Chị Nanako nghe tiếng gõ cửa mở ra là Shin. Chị Nanako ngạc nhiên còn sớm sao Shin đã đến đây. Shin lo lắng vì chưa thấy chị đến. Nghĩ hay là chị gặp tai nạn gì nên cậu phải chạy đến xem, không sẽ bất an đến cơm cũng không ăn nổi. Thấy thương Shin dù đang còn sớm nhưng chị Nanako sẽ về nhà cùng cậu. Mẹ đang mặc đồ cho Hima thì nghe tiếng gõ cửa là Shin dẫn theo chị Nanako trở về. Mẹ chào hỏi chị Nanako còn Shin tỏ ra nhã nhặn mà nói chuyện với mẹ. Mẹ thấy hôm nay có gái có khác. Mọi người ngồi vào bàn nói chuyện, Shin chạy đi lấy món quà đã chuẩn bị sẵn là một cành xương rồng khác tên Nanako. Shin lại bắt đầu tưởng tượng khi chị Nanako thấy tên của chị ấy sẽ vui thế nào, sẽ không tự chủ được mà ngả vào vòng tay của Shin, thơm lên má Shin, Shin khoái chí đập tay lên sàn. Shin chạy nhanh đến với món quà cầm trên tay, Shin đơ tập một khi thấy chị Nanako đang nói chuyện vui vẻ với Hima, Shin cố bắt chuyện là mình cũng còn nhỏ mới học mẫu giáo thôi. Không ai để ý đến Shin cố dặn lòng phải chờ đợi, đơ tập hai chị Nanako chỉ lo nói chuyện với Hima, Shin sững sờ làm rơi món quà xuống sàn, cành xương rồng gãy đôi như trái tim của Shin. Shin ghen tị với Hima, suy đi nghĩ lại Shin nghĩ không nên ghen tị với em gái của mình. Quay sang Hima đòi chị Nanako ôm, hẳn là một cái ôm Shin cảm thấy mất mát bây giờ Shin nghĩ đến một bài hát chắc nó sinh ra là dành cho mình. Tỉnh táo lại Hima mới không tuổi mình không thể ghen tị với con bé được, không thể bỏ cuộc vừa vực dậy tinh thần. Shin gục ngã chị Nanako bế Hima còn tung cô bé lên. Lúc này Shin lại liên tưởng đến một bài hát nói về sự tan vỡ của tình yêu, nước mắt Shin giàn giụa, ôm mặt khóc chạy ra ngoài, mẹ thấy Shin thật ồn ào. Shin ra thềm nằm dài ra cậu mất hết ý chí sống. May sao Bạch Tuyết còn để ý đến cậu, Bạch Tuyết sủa an ủi Shin. Shin với Bạch Tuyết thâm tình ôm lấy nhau, mẹ gọi Shin vào ăn bánh do chị Nanako làm. Nghe tiếng gọi Shin thẳng tay vứt Bạch Tuyết xuống chạy vào nhà, Bạch Tuyết chỉ biết tức giận đứng đập cửa. Chị Nanako hỏi Shin ăn bánh có ngon không, Shin thấy nó rất cậu rất hài lòng. Shin bày tỏ chị Nanako sẽ là một người vợ tốt, trong tương lai Shin muốn tìm một người vợ như chị Nanako để kết hôn. Shin chưa kịp nói xong thì chị Nanako đã quay sang chơi với Hima, Shin sụp đổ cậu tức giận chạy đi.
trở lại với một chiếc bút trong tay, mở nắp bút và vẽ lên má hai vết sẹo. Chị Nanako không biết cậu bị làm sao, mẹ nghĩ là do Shin đang ghen tị với Hima. Shin đứng đá chân vào tường. Biết ý, chị Nanako nói mình rất thích mẫu đàn ông rộng lượng. Shin thay đổi 180 độ, cậu tỏ ra vui vẻ chạy lại bế Hima lên đưa đến cho chị Nanako và biểu hiện rất yêu thương em gái. Chị Nanako khen ngợi sự tốt bụng của Shin, đặt Hima vào tay mẹ. Chị Nanako đưa tay vào bế Shin lên, tung Shin lên. Đây là phần thưởng cho chàng trai tốt bụng. Shin được tung lên cậu như được lạc vào thiên đường. Shin mong sao thời gian ngừng lại. Đến tối bố đi làm về không thấy Shin đâu. Mẹ chỉ vào phòng bảo cậu đang bị sốt. Bố thấy lạ, sáng nay Shin vẫn còn khỏe mà. Mẹ nói vì trưa nay Shin quá vui, bây giờ còn chưa thoát khỏi sự ngọt ngào. Hima lo lắng cho Shin, nhưng Shin không thể để tâm đến việc khác. Cậu đỏ mặt làm cho đá trường tan chảy. Hima nhìn thấy cũng đành bó tay.